Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Xin giới thiệu, Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Quận Một, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà với diện tích lên đến 33.4 m² mà đang được chào bán với phân khúc dưới 4 tỷ. Nằm ở trục hẻm số 90 đường Trương Đăng Quế, phường 3, quận Gò Vấp. Từ vị trí này thì chúng ta dễ dàng lưu thông sang quận Bình Thạnh, ngay khúc chợ Cây Quéo nè, và dễ dàng di chuyển sang trục đường đại lộ Phạm Văn Đồng. Chị Vân đang đứng ở đây là trục hẻm số 146/44/19 Trương Đăng Quế, phường 3, quận Gò Vấp. Địa chỉ nhà mình là 90/17 đường Trương Đăng Quế, nhưng mà nếu quý cô chú anh chị đi vào từ trục hẻm 146 này thì nó gần nhà mình hơn nha, và hẻm sẽ rộng hơn. Đây là vị trí mà chúng ta hướng về căn nhà của mình. Đây, căn nhà Vân giới thiệu là căn nhà đó nha. Thì cái trục hẻm mà Vân đi vào là hẻm 146/44 nè, đường Trương Đăng Quế. Hẻm rộng khoảng 2,5 m nè, cách mặt tiền đường đại lộ Phạm Văn Đồng khoảng 200 m là đến nhà. Đây là căn nhà mà Vân giới thiệu đây. Nhà mình có địa chỉ là 90/17 đường Trương Đăng Quế, phường 3, quận Gò Vấp nha. Đây là phía bên hông nhà nè. Bây giờ Vân sẽ quay cho quý cô chú chị anh chị xem mặt tiền của căn nhà mình nha. Đây. Hẻm trước nhà thì mình rộng khoảng 4 m nè. Hẻm rất là rộng. Và căn nhà này có hướng chính là hướng Đông Nam, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Nhà có chiều ngang là 3,75 m, chiều dài là 10 m, diện tích công nhận trên sổ là 33.4 m². Nhà có kết cấu là một trệt một lầu, công năng gồm có phòng khách, bếp, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà nha. Đây là khu vực phòng khách nè. Được gia chủ trang bị sẵn một bộ ghế sofa rất là hiện đại. Và phía bên đây á là tủ kệ tivi nè. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào khu vực không gian phòng bếp nè. Khu vực bếp thì mình có một bộ bàn ăn 4 ghế đặt ở vị trí này. Và một hệ tủ bếp trên dưới. Bếp thì được gia chủ trang bị sẵn một bếp âm và một máy hút mùi nè. Mặt bếp làm bằng đá hoa cương màu đen và tường được ốp kính. Khu vực trống này chúng ta có thể đặt một cái tủ lạnh ở đây nha. À, và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt này. Nhà được gia chủ thiết kế với các thiết bị vệ sinh cơ bản nè. Gạch ốp phun tường. Và nhà mình có một cái cửa bên hông nè, rất là thoáng mát. Mà khi quý cô chú anh chị nấu nướng á, thì mình có thể mở cửa ra cho thông thoáng căn nhà mình luôn. Và đây là cầu thang nè. Hệ cầu thang được thiết kế nằm vị trí giữa nhà, ngăn cách giữa không gian phòng khách và phòng bếp. Bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Khu vực lầu 1 mình thì bao gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở giữa sử dụng chung. Bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực phòng ngủ phía trước nè. Khu vực phòng ngủ này thì được gia chủ trang bị sẵn tất cả thiết bị nội thất mới, bao gồm giường và một tủ quần áo nè. Được thiết kế riêng cho căn nhà của mình luôn. Và phòng phía trước này mình có một cái ban công rộng khoảng nửa mét. Đây. Ban công mình có thể nhìn ra view hẻm trước nhà đây. Thì cái phía hẻm bên phải này là chúng ta hướng về trục hẻm số 90 đường Trương Đăng Quế. Và hẻm bên trái này á là hướng về trục đường 146 Trương Đăng Quế. Và xin mời mọi người cùng tiến vào không gian của phòng ngủ thứ hai ở phía sau.
Phòng ngủ thứ hai này thì mình có một cửa sổ, do nhà mình là có hai mặt hẻm nên chúng ta có thể trổ ra cửa sổ phía bên trái này. Phòng này thì được gia chủ trang bị sẵn giường ngủ và tủ quần áo cùng một bàn làm việc ở đây. Đây là cửa sổ nè, nhìn ra mặt hẻm bên hông nhà. Và thật sự là với phân khúc 3 tỷ hơn như thế này, rất khó kiếm được một căn nhà có diện tích rộng hơn 30m2 mà vị trí ở Gò Vấp và sát quận Bình Thạnh, dễ dàng di chuyển sang các quận trung tâm luôn. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 1, được gia chủ trang bị với các thiết bị vệ sinh mới nè. Ở đây mình có một cái vách ngăn nè, để khi tắm mà chúng ta sẽ không có bị văng nước ra phía bên ngoài. Gạch ốp phun tường luôn. Nhà rất là đẹp và mới, được xây dựng theo phong cách hiện đại luôn. Và với một căn nhà nằm ở vị trí trục hẻm số 90 đường Trương Đăng Quế, phường 3 quận Gò Vấp, dễ dàng di chuyển sang quận Bình Thạnh, đang được gia chủ cho bán với mức giá là 3 tỷ 690 triệu, còn bớt lọc cho khách thiện chí. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.